Chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của chị Huỳnh Thị Ngọc Yến. Thì hôm nay chị Ngọc Yến sẽ chia sẻ lý do tại sao lại chọn Mỹ du học. Dạ chào chị Yến. Dạ chị Yến có thể chia sẻ với các bạn đôi nét về bản thân chị được không ạ? Chào các bạn, mình tên là Huỳnh Thị Ngọc Yến. Hiện mình đang làm ở Techcombank. Và mình đến đây để mà được làm hồ sơ để đi du học thạc sĩ ở bên Mỹ. Thì qua Mỹ chị Yến sẽ học ở trường nào? Đầu tiên là mình học tại IELTS, thì mình học tiếng Anh ở đó và học chương trình dự bị thạc sĩ. Rồi sau đó mình sẽ vào trường California State University at Long Beach. Yeah. Mình học ở đó là chương trình thạc sĩ là 13 tháng. Tại bang nào hả chị? California. Thì lý do tại sao chị lại chọn Mỹ để đi học chương trình MBA? Ở bên đó thì nó được cái là mình thấy là có cộng đồng người Việt ở bên đó nhiều. Thì như vậy thì mình sẽ cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn. Và cũng Mỹ là một trong những nước mà rất phát triển về kinh tế và giáo dục. Cho nên mình chọn Mỹ để mà học. Thì dự định của chị sau khi học ở Mỹ thì như thế nào? Nếu khả năng có thể thì chị sau khi chị học thạc sĩ xong chị sẽ học lên tiến sĩ. Còn nếu như điều kiện thì cảm thấy là cần phải quay về Việt Nam thì chị quay về, tại vì ý định là quay về Việt Nam để mở công ty riêng cho mình. Thì chị cho em biết thêm là lý do tại sao chị lại biết được Tân Đại Dương. Mình lên mạng Mình lên mạng thì mình gõ là công ty du học tốt nhất. Thì ra là công ty dùng Tân Đại Dương. Thì chị có thể cảm nhận như thế nào đối với dịch vụ của Tân Đại Dương thưa chị? Đúng như là chị mong đợi đó, thì ở đây là dịch vụ rất là tốt. Khi chị gọi bạn Quỳnh đó, thì được bạn Quỳnh tư vấn và hướng dẫn chị làm hồ sơ rất tận tình, rất là tốt, rất là kỹ. Thì ngoài Quỳnh thì chị còn được những người nào hỗ trợ? Ngoài ra thì có anh Khôi. Anh Khôi thì cũng rất là tận tình và hướng dẫn rất là kỹ. Nói chung là ở đây là nhân viên rất là dễ thương. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin chúc chị có cái chương trình học tại MBA tại Mỹ rất là tốt, và cũng như là cái dự định của chị như là mong muốn được học tới Mỹ. Rồi, cảm ơn em ha. Dạ, cảm ơn chị. Chào em.